Năm học mới 2022-2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức triển khai thí điểm âm nhạc vào cấp 3 trung học phổ thông và môn âm nhạc sẽ là môn học lựa chọn dành cho những học sinh có nguyện vọng định hướng nghề nghiệp. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều đơn vị đào tạo về nhạc cụ được thành lập, trong đó có lớp nhạc Tây Ban Cầm. Sau khi đào tạo hơn 1.000 học viên tại trụ sở chính, đơn vị tiếp tục khai trương chi nhánh mới tại địa chỉ 1102 Cách mạng tháng 8, phường 4, quận Tân Bình. Lớp nhạc Tây Ban Cầm thành lập tháng 10 năm 2014, đội ngũ giáo viên tốt nghiệp sư phạm âm nhạc Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, góp phần phát triển các phẩm chất, năng lực chung và năng lực âm nhạc, bồi dưỡng tình yêu âm nhạc, đáp ứng nhu cầu định hướng nghề nghiệp của học sinh. Có một niềm vui là từ niên khóa 2022-2023 thì Bộ Giáo dục chính thức triển khai âm nhạc vào cấp 3 trung học phổ thông. Thì hòa vào niềm vui đó thì tất cả những anh chị em làm công tác giảng dạy về âm nhạc góp thêm chút gió vào yêu âm nhạc, yêu học nhạc cụ mà Bộ Giáo dục triển khai sắp tới. Tây Ban Cầm, tất cả các giáo viên đều tốt nghiệp cử nhân âm nhạc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh hết. Nhân dịp khai trương, Tây Ban Cầm với nhiều ưu đãi dành cho học sinh và phụ huynh khi đến đăng ký các lớp học như piano, guitar, ukulele, luyện thanh và đặc biệt là giảm giá đến 20% các loại đàn piano, guitar nhập khẩu từ Nhật Bản và châu Âu.